Gạt đi nỗi thất vọng, Anthony khẳng định bản thân anh đã sẵn sàng cho chiến dịch mới, chia sẻ trên The Athletic, tiền vệ của Man United cho hay. Tôi là người đòi hỏi rất cao ở bản thân, rõ ràng tôi không hài lòng với mùa giải vừa qua của mình. Nhưng có rất nhiều điều không hay đã xảy đến với cuộc sống của cá nhân tôi trong năm qua. Dù muốn hay không, mọi thứ đều ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân. Giờ đây tôi đã quên tất cả những chuyện đó và hướng đến mùa giải mới. Tôi mang một tinh thần mạnh mẽ và tập trung vào những gì mình muốn làm. Tôi biết rằng mùa giải này sẽ hoàn toàn khác. Tôi đã học được từ tất cả, trở nên trưởng thành và chín chắn hơn. Có nhiều điều đã xảy ra ở mùa giải trước. Tôi đã chơi như một hậu vệ cánh và không hề dễ chịu. Nhưng đó là khi đội thua hoặc hòa. Tôi muốn tham gia tấn công nhiều hơn để xoay chuyển tình thế. Vì vậy, việc đá phòng ngự khiến tôi cảm thấy rất bức rứt. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc xảy ra trong trận đấu. Sau đó tất cả đều ổn. Tôi vẫn rất yêu mến Eric. Kể từ khi chuyển đến Old Trafford, Anthony chơi không đạt yêu cầu, nên vị thế của anh trong màu áo của câu lạc bộ cũng bị suy giảm. Mùa giải vừa qua, Anthony chỉ ghi được 3 bàn thắng và một trong số đó đến ở Premier League. Dấu ấn đáng kể nhất của Anthony là pha xoay người dứt điểm tung lưới của Liverpool tại FA Cup. Trước trận đấu, Pep trong buổi họp báo đã xác nhận Man City sẽ không có sự phục vụ của các trụ cột như Phil Foden, John Stones, Kyle Walker hay Rodri. Đây là những cầu thủ đã góp mặt tại vòng chung kết Euro 2024 và họ cũng đã hội quân cùng với các đồng đội vào tuần tới. Chúng tôi sẽ dành thời gian để họ nghỉ ngơi nhiều thêm có thể. Chúng tôi muốn có thêm quãng thời gian nghỉ. Điều này là không thể. Chúng tôi sẽ cho họ thêm những quãng nghỉ rất nhiều. Tất cả cầu thủ đã trở lại. Các cầu thủ người Anh và Rodri cũng sẽ trở lại vào tuần sau. Chúng tôi muốn họ nghỉ ngơi thêm, nhưng vẫn phải tuân thủ lịch trình hiện tại. Bước tiếp theo là những buổi tập, chỉ cần từng bước một, chuẩn bị cho từng trận đấu. Cố gắng thông minh trong việc tập luyện và dành thời gian hợp lý đi nghỉ ngơi, để tâm trí luôn tươi mới. Vì vậy, việc xoay tua nhiều cầu thủ nhất có thể, và từng trận đấu, tôi sẽ ứng biến với những gì xảy ra. Về Guardiola, ông cho rằng cuộc đối đầu này mang lại rất nhiều động lực, không chỉ về uy tín mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho những thử thách của mùa giải mới. Đây là một trận đấu rất quan trọng với Man United, nhưng mục tiêu là hoàn thiện từng bước một. Các cầu thủ cần thời gian nghỉ ngơi, và các cầu thủ trẻ cũng cần có thời gian để hiện tốt ở những sân khấu lớn như thế này. Vì vậy, chúng tôi vẫn sẽ chờ hết sức. Theo Bill, Matic Delic đã bị cáo buộc đâm xe vào một phương tiện đang di chuyển khác trước khi bỏ trốn gần đại bản doanh của Bayern Munich vào sáng ngày thứ Tư ngày 7 tháng 8. Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang điều tra về mức độ thiệt hại. Chuyên gia pháp lý Katharina Thorkaufer cho rằng, lúc này cần phải chứng minh Delic nhận thức được vụ tai nạn bằng âm thanh, hình ảnh hay chứng cứ hữu hình. Nếu bị buộc tội, Delic sẽ phải chịu mức án lên đến 3 năm tù vì tội gây tai nạn rồi bỏ trốn. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của trung vệ người Hà Lan. Tuy nhiên, nhiều thông tin cho rằng trường hợp của Delic vẫn có thể bị xử phạt hành chính vì tai nạn trên không gây thương tích về người. Mùa giải vừa qua, Delic thi đấu 30 trận cho Bayern Munich và có được 2 bàn thắng, 1 kiến tạo. Trung vệ này được đồn đoán sẽ chuyển đến Man United vào mùa hè này. Trước đó, Delic và Man United đã thông qua những thỏa thuận cá nhân. Tuy nhiên, câu lạc bộ nước Anh đã không thể đáp ứng mức phí yêu cầu từ phía Bayern Munich. Mùa hè này, Julian Alvarez đã chuyển sang Atletico Madrid với hy vọng sẽ tạo nên một cú bứt phá trong sự nghiệp. Atletico Madrid chưa công bố thương vụ này, nhưng đã sớm đặt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo người Argentina với mức giá 95 triệu euro bao gồm cả phụ phí. Pep Guardiola không muốn mất Alvarez nhưng không còn sự lựa chọn bởi đây là quyết định của cá nhân Alvarez. Tôi không thích ép buộc những cầu thủ của mình phải làm gì. Có những hợp đồng khá ổn nhưng họ có thể phá vỡ nó. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng ở đây, vì sao mình phải ở lại? Thái độ của Julian Alvarez luôn rất cởi mở, luôn được cả đội yêu mến. Nhưng như tôi đã nói nhiều lần, tôi không ngăn cản bất kỳ cầu thủ nào muốn ra đi. Atletico Madrid cũng là một câu lạc bộ lớn. Khi biết câu lạc bộ mà cậu ấy muốn đến, tôi lập tức đồng ý. Cả hai câu lạc bộ đều hài lòng với thương vụ này. Tôi cũng chúc Alvarez những điều tốt đẹp nhất. Chúng tôi muốn gặp lại cậu ấy để nói lời tạm biệt. Tôi rất vui khi có quãng thời gian làm việc cùng Alvarez. Tôi cũng đã học hỏi rất nhiều điều từ cậu ấy. Barcelona chính thức công bố tân binh Dani Olmo. Sau nhiều lần đàm phán, họ đã thuyết phục thành công Leipzig nhả tiền vệ người Tây Ban Nha với mức phí được đồn đoán khoảng 60 triệu euro. Điều đáng chú ý, mức phí phá vỡ hợp đồng của Dani Olmo với Barcelona có giá trị lên tới 500 triệu euro. Thông báo trên trang chủ, Barcelona cho biết. Barcelona và Leipzig đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng Dani Olmo. Anh ta sẽ ký hợp đồng với đội bóng trong 6 mùa giải tiếp theo, cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2030, kèm điều khoản mua Đức được ấn định ở mức 500 triệu euro.
tại Barcelona, Dani Olmo sẽ khoác áo số 20. Đây là thương vụ khiến truyền thông Tây Ban Nha tốn rất nhiều giấy mực và cuối cùng nó cũng được hoàn thành. Dani Olmo được các chuyên gia đánh giá sẽ tăng cường thêm sức mạnh cho đội chủ sân Spotify Camp Nou trong cuộc đua vô địch La Liga mùa tới. Trận tranh siêu cúp Anh có thể sẽ chứng kiến tân binh người Hà Lan Joshua Zirkzee ra mắt Man United sau khi anh chuyển đến từ Bologna với 36,5 triệu bảng vào tháng 7. Erik ten Hag phỏng vấn với MUTV khi được hỏi về việc Zirkzee sẽ chơi trong trận siêu cúp Anh sắp tới. Vâng, tôi nghĩ cậu ấy hoàn toàn có thể ra sân. Cậu ấy thực sự rất khao khát được làm điều đó. Cậu ấy mong chờ từng ngày và cũng rất phấn khích khi được chuyển đến chơi bóng ở Premier League. Được đến Man United và lần đầu được đá ở Wembley, tất nhiên nó sẽ tạo cho cậu ấy rất nhiều động lực. Nhưng cậu ấy cũng không tập luyện nhiều, cậu ấy cần thời gian để nghỉ ngơi. Cậu ấy đã tập luyện riêng, nhưng hiện tại cậu ấy đã có một vài buổi tập chung với ca đội. Nói về trận đấu sắp tới với Man City, Erik ten Hag cho biết thêm: "Chúng tôi phải đoàn kết và chiến đấu cùng nhau, đó là tinh thần mà chúng tôi đã có. Tất nhiên, chúng tôi cần một kế hoạch thật chi tiết vì Man City là một đội rất mạnh. Họ có nhiều cầu thủ hàng đầu và chúng tôi luôn sẵn sàng cho mọi trận đấu. Đó là một thách thức lớn vì đây là lần đầu tiên chúng tôi tập hợp lại với nhau sau một khoảng thời gian dài. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu để giành kết quả tốt nhất." Theo The Athletic, Chelsea đã đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với Pedro Neto từ Wolverhampton. Đội chủ sân Stamford Bridge đã quyết định chi ra 60 triệu euro cộng thêm 3 triệu euro tiền thưởng tiềm năng để chiêu mộ tiền vệ người Bồ Đào Nha. Người sẽ sớm cập bến câu lạc bộ thành London để kiểm tra y tế. Với sự góp mặt của Pedro Neto, Chelsea đã có tổng cộng 9 tân binh vào mùa hè này, nâng tổng số chi của họ lên 110 triệu bảng. Ngoài ra, Chelsea cũng đang sở hữu rất nhiều cầu thủ chạy cánh trong đội hình như Raheem Sterling, Mikhailo Modric, Noni Madueke, Angelo, Diego Moreira. Và sự góp mặt mới nhất của Pedro Neto có thể khiến cho huấn luyện viên Enzo Maresca trải qua một cơn đau đầu dễ chịu. Pedro Neto gia nhập Wolverhampton từ câu lạc bộ Braga vào năm 2019 và anh đã chơi 135 trận cho Hove. Tuy nhiên vì chấn thương, Pedro Neto chưa từng chơi hơn 25 trận đấu trong một mùa giải. Cầu thủ này đã chơi 20 trận ở Premier League mùa trước, bất chấp việc gặp chấn thương gân kheo hai lần. Anh đã có cho mình 2 bàn thắng và 9 pha kiến tạo, góp phần vào việc trụ hạng của Wolverhampton với vị trí thứ 13. Cuối mùa giải, Pedro Neto cũng được triệu tập lên đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự Euro 2024. Anh ra sân trong cả 3 trận vòng bảng, nhưng không được sử dụng ở các trận đấu tại vòng 16 đội và tứ kết.